Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái lỗi đó là vào khi các bạn tham gia phòng học báo lỗi Zoom Invite ID hoặc là báo lỗi sai mật khẩu, tạm dịch ra là lỗi báo sai ID không đúng định dạng hoặc là báo mật khẩu không đúng đấy. Thì đợt trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tham gia trực tiếp trên Zoom OS bằng cách tham gia cuộc họp ở trên Zoom OS này. Nhưng cách đấy khá là khó và bất tiện. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mới nhất. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào mở Google Chrome, các bạn lưu ý sử dụng Google Chrome nhé. Sau đó các bạn truy cập vào trang google.com. Đó, sau đó các bạn tìm cho mình cái dòng đó là Zoom Extension for Chrome, sau đó các bạn ấn Enter. Thì trong đây các bạn để ý này, thì khi sau khi các bạn tìm xong thì cái này là cái gì? Thực ra cái này nó là một cái tiện ích có sẵn sẽ được tích hợp, tiện ích của Zoom sẽ được tích hợp luôn vào Chrome. Đó, sau đó các bạn tìm nó sẽ, sau đó các bạn học và các bạn sử dụng nó sẽ dễ hơn. Đó. Thì sau khi các bạn chọn này, các bạn chọn dòng đầu tiên cho mình. Đó, và trong đây các bạn nhìn có chữ thêm vào Chrome chưa? Thì nhiều bạn nó sẽ là tiếng Anh thì nó sẽ là launcher APP thì phải. Đó thì nhưng mà cái đấy không quan trọng, các bạn cứ ấn theo mình là được. Các bạn ấn thêm vào Chrome này, các bạn ấn thêm ứng dụng này. Đó, các bạn đợi tí. Đó, thì sau khi các bạn mà đã xong rồi nhá, thì các bạn nó sẽ nhảy ra cái kho ứng dụng cho các bạn này. Đấy, để tiện truy cập ấy thì các bạn sẽ nhìn ở bên góc phải màn hình có một cái dấu ngôi sao, các bạn chọn vào đấy và các bạn chọn thêm dấu trang và sau đó các bạn chọn xong. Đó. Thì sau đấy là khi mỗi lần các bạn mở phần mềm Chrome ra này, các bạn nhìn ở đây nó có chữ ứng dụng này. À, hoặc các bạn ấn ngay cái ứng dụng ở góc trái này cũng được này. Đấy thì khi các bạn ấn ứng dụng ra. Tại sao mình bảo bảo các bạn ấn ứng dụng đây? Tại vì là nhiều khi mình ấn vào cái phần ứng dụng ở trong này đấy, nó hay bị hiện tượng treo. Không biết là lý do nó do bản máy của mình hay là lỗi gì, nhưng mà nếu như các bạn mà ấn vào cái phần ứng dụng này nó treo thì các bạn có thể tạo shortcut của nó ra ngoài. Đó. Nói chung các bạn chỉ cần ấn vào phần ứng dụng này thì các bạn nhìn ở đây có biểu tượng zoom, các bạn ấn zoom. Đó. Thì các bạn nhìn ấn vào zoom xong các bạn sẽ ra giao diện học của zoom rất đơn giản, nhìn đây các bạn sẽ hiểu rồi đúng không? Trên đây là điền ID và bên đấy dưới là điền tên của bạn, sau đó các bạn join và kết nối học như bình thường. Thì dùng trên cái phần mềm Zoom này sẽ giải quyết cho các bạn tình hiện tượng quá tải và báo lỗi invite ID hoặc báo sai mật khẩu. Đó. Và nó dễ dụng hơn cách trước học ở trên trực tiếp ở trên trình duyệt của Zoom OS. Đó. Ok, hôm nay mình làm video đơn giản để hướng dẫn các bạn thế thôi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.